Chào toàn thể các bác. Đây là hai con kích cá điện tử mây phét băm IGBT. Chuẩn bị ship cho hai bác là bác Trung ở Long An và bác tên là Cù Lũ ở Sóc Trăng. Tên của bác rất là hay. Cái dòng này thì các bác có thể đánh vừa đánh bộ vừa đánh thuyền nhỏ được. Và nữa là các bác đánh cho em vùng nước mà nó nhiều tạp chất. Đó, mà dẫn điện tốt và nó gần cửa biển. Đó, nên nhiễm lợ, nhiễm phèn chua hoặc là nhiễm axit hoặc là nhiễm trì đấy các bác nhé. Thì anh em cứ lấy cái dòng kích IGBT này 10 phép này, biến áp này thì được em cuốn bằng biến áp E42 đó. Thì các bác vừa đánh bộ vừa đánh thuyền nhỏ rất là ok các bác nhé. Đấy, tụ này tụ xịn này các bác nhé. Đấy. Đấy, một con máy thì mình em làm lắp ráp thì là nó hơi lâu một chút, thì mong các bác cho em thời gian để em làm cẩn thận cho các bác. Đấy, thời tiết miền Bắc đợt này mưa rất là nhiều đó. Thì mấy hôm nay em có việc bận một chút, thì hôm nay vừa hoàn thiện hai con thì em cũng làm clip để ship luôn cho các bác. Đó. Thì đây là hai cọc đo vợt các bác nhé. Đấy, còn đây chiếc ráp bạn to nhỏ. Đấy, chiếc ráp chỉnh băm nhanh băm chậm. Đó. Thì thường thường anh em lưu ý nhá. Anh em lưu ý cho em là điện tử thì anh em phải đánh lì, anh em phải đánh băm. Còn điện tử em đánh lì thì khác gì kích cơ. Anh em phải hiểu là anh em đánh lì thì điện là các bác bóp một phát là điện nó cứ phóng ra vợt, nó chưa kịp nạp no tụ, các bác hiểu không ạ? Thì nó cứ phóng hết ra vợt như vậy thì nó sẽ cái nhất là nó giật nó hẹp, và cái thứ hai nữa là nó sẽ tốn điện. Đấy. Nhưng mà khi các bác đánh băm thì có phải là băm nó sẽ băm nhả đúng không ạ? Lúc có điện lúc không có điện, thì cái lúc mà nó có điện thì nó phóng ra vợt, thì cái mà lúc nó không có điện ấy thì nó sẽ nạp vào tụ này. Đấy, khi nó làm tụ cao áp này thì khi tụ cao áp này nó đủ áp thì nó sẽ phóng ra vợt, cái áp cao nhất thì cái độ giật của nó sẽ rộng hơn. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Đó, thì cái dòng IGBT này đánh đô phi thì cũng khỏi phải bàn các bác ạ, đánh cực ngon luôn ý. Đấy, mà đánh con tổng hợp tất cả các loại cá đều ok. Đấy, như bản thân em cũng làm đánh thực tế và cũng gửi cho các bác nhiều rồi. Đấy, anh em lưu ý cho em là như vậy nhé. Em nói lại lần nữa là điện tử này anh em phải đánh băm, vì khi băm ấy thì nó sẽ băm nhả thì vì khi băm ấy thì nó sẽ phóng ra vọt, còn khi không băm là nó sẽ nạp vào con tụ cao áp này. Đó, cái thời gian đó là nó sẽ chờ và nó nạp tụ cao áp này, và nó nạp như vậy sẽ đầy con tụ này, thì khi nó ép ra vọt thì áp nó rất là căng và cao đúng không ạ, thì nó sẽ giật rộng hơn. Cái dòng IGBT này thì nó cũng tùy nguồn nước, nó sẽ dẫn điện tốt và nó sẽ giật rất là rộng các bác ạ, chứ không phải giật hẹp đâu. Đấy, tùy theo cái cách anh em sử dụng nữa. Và nữa là cái đồ nghề anh em ấy, nữa là cái anh em mà dây ra vợt hoặc là cái đầu vợt ấy, anh em phải xả cái dây điện ra. Đó, dây ra vợt anh em nếu mà đen anh em phải thay dây vợt mới, chứ không thể để thế được. Đấy. Đấy, thì bây giờ em sẽ test máy để ship cho các bác nhé. Đấy, em chia sẻ anh em một chút thế thôi. Đó. Giờ xin test máy của bác Cù Lũ ở Long An, ở Sóc Trăng nhé. Đó. Thì cái quạt này chạy nó quạt ống thu các bác nhé. Đấy, anh em phải đánh băm như thế này. Còn nhiều bác mà đánh lì thì cứ nói thẳng là vậy, đánh băm tiết kiệm điện và con cá nổi đẹp và giật rộng. Đấy, em làm rất là kỹ cho các bác rồi đấy. Như em đánh băm này tiết kiệm điện lắm. Đấy, con dòng này Rufi gãy phát là chết, người hiện đủ chết đi, mà Rufi càng to đánh càng sướng. Đấy. Đấy, nghe tiếng vang lên. Đây là máy Cù Lũ ở Sóc Trăng nhé. Bác đánh có nước ngọt này, có nước lợ. Đấy. Cái lấy cái dòng này là đánh là ngon. Em xin dừng video, em sẽ test của máy của bác Trung ở Long An tiếp nhé. Đây em test cho bác coi nhé. Đây là 4 bóng 4.000W nhé. Máy là máy auto các bác nhé. Đó. Bác có phải hiểu là máy auto là nó gặp cái nước mà nó sạch thì nó tự bung áp ra, bung dòng ra. Còn gặp nước bẩn nó tự co áp co dòng lại, vì cái nước bẩn nó rất điện tốt đúng không ạ, thì nó co lại nó sẽ auto như vậy, đánh rất là hiệu quả. Đấy, 4.000W.
băm này. Đấy. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ nhé, em làm rất là kỹ cho các bác đấy, 4.000 W đấy.